Bần cùng xin ăn trộm. Ông Bình mở cửa hàng sớm thế. Dạ vâng, người già mà có ngủ được nhiều đâu. Tôi ra đây để ngắm phố phường cho vui. Bác cắt tóc cho tôi nào. Hôm nay tôi có buổi dạy ở lớp khiêu vũ nên cần chỉnh chu một chút. Vâng. Bao năm nay tôi chỉ quen cắt tóc quán ông thôi, vừa đẹp lại rẻ. Ông thì cẩn thận. Đây, tôi gửi tiền. Của ông tôi chỉ lấy đủ tiền giao lam thôi. Chứ già cả rồi, mấy đồng lương hưu trí có được là bao. Ngại quá, lần nào ông cũng thế. Thôi, cảm ơn ông, tôi về nhé. Cậu muốn cắt tóc hả? Bác mua cho cháu chiếc xe đạp này được không ạ? Bác không có nhu cầu mua xe đạp. Sao cháu không đem ra cửa hàng mua xe cũ ấy? Bác thương cháu với. Cháu lên thành phố kiếm việc làm mà chẳng ở đâu thuê cả. Giờ hết cỡ tiền ăn, bần cùng cháu phải bán cái xe này đi. Đường xá cháu không thạo nên chẳng biết tìm chỗ nào bán cơ. Mẹ cháu ở quê đang ốm, bác giúp cháu với. Cháu để rẻ cho bác 1 triệu ạ. Xe còn tốt lắm, bác dùng nó để chạy tập thể dục cũng được. Đây bác, xe chắc chắn lắm. Thôi được rồi, bác sẽ mua. Một triệu có thừa một chút, cháu đếm đi. Cảm ơn bác. Khổ thân thằng bé. Dừng lại. Trời ơi, nó đây rồi. Có chuyện gì vậy ông? Bác ơi, đây là chiếc xe mà tôi vừa bị mất cắp tuần trước. Sao bác lại dùng nó thế? Trời rung rủi thế nào mà tôi lại gặp lại nó thế này? Đúng là may quá. Đây là chiếc xe tôi mua lại của một cậu thanh niên. Hóa ra... Bác ơi, bác bị nó lừa rồi. Tôi vẫn còn giấy tờ khi mua xe. Có cả số khung đây này. Vậy bác cùng tôi lên công an phường để xác minh nhé. Thôi được, ta đi thôi. Thanh niên trai tráng mà tệ quá. Ôi trời, thôi kệ nó đi. Đáng đời cái thằng trộm cắp. Chẳng phải kia là... Chán lắm ông ơi. Thanh niên khỏe mạnh không chịu làm ăn gì, lại còn dở thói ăn cắp. Cậu ta vừa định dắt trộm cái xe đạp thì bị phát hiện. Người ta vừa đánh cho một trận đấy. Nghĩ cũng tội. Bác, sao bác lại ở đây? Ông ấy đã cõng cậu tới đây đấy. Bác ra đóng tiền viện phí đi ạ. Tất cả hết 4 triệu. Vâng, tôi biết rồi. Cháu không biết lấy gì để đền ơn bác. Người còn mệt, ngồi dậy làm gì? Cháu từ quê lên thành phố kiếm việc. Vì không có bằng cấp nên không ai thuê. Kiếm được việc rửa bát thì vụng về. Vài 3 ngày lại bị đuổi việc. Lang thang, hết tiền ăn nên cháu làm liều. Chiếc xe đạp cháu bán cho bác là chiếc xe đầu tiên cháu ăn cắp được. Sáng nay là chiếc thứ hai thì bị bắt và bị đánh. Cậu cứ nghỉ ngơi cho khỏe rồi tính sau. Giờ cháu định đi đâu? Chắc cháu về quê, lại về làm thuê cuốc mướn thôi ạ. Cháu nhất định sẽ trả lại bác đầy đủ tiền, chiếc xe và viện phí. Nếu cậu không chê thì qua tôi dạy cho nghề cắt tóc. Nếu chịu khó, chăm chỉ thì cũng nhanh thành nghề thôi. Thật không ạ? Bác không chê cháu là thằng ăn cắp ạ? Ai chẳng có sai lầm. Nếu biết sai mà sửa chữa mới quý. Nếu không gặp được bác, cháu không biết đời mình sẽ ra sao. Tai họa bất ngờ. Ngày xem lụa bóng đi, hàng mới về đó ạ. Lụa bóng à?
mẫu mã nhìn cũng được. Để tôi xem đã. Có chuyện gì thế anh kia? Dạ, nghe nói ông đang cần tìm quản gia, tôi đến đây để xin việc ạ. Nhưng mà tôi đã có quản gia rồi. Nhưng cửa hàng tôi nhiều việc lắm, anh có muốn làm không? Dạ, cảm ơn ông chủ, nhất định tôi sẽ cố gắng. Việc gì tôi làm cũng được. Rất tốt. Thưa ông, hàng đã sắp xong rồi ạ. Được rồi, anh đi giao chuyến hàng này luôn nha. Ơ, đi giao hàng luôn ạ? Đúng vậy, chuyến hàng này phải giao đến phủ họ Nguyễn ở Thành Nam. Cậu nhớ phải cẩn thận đấy. Dạ, vâng ạ. Cậu đến giao lụa à? Dạ vâng. Tốt lắm, cậu chuyển vào kho cho tôi. Dạ vâng ạ. Tốt lắm. Dạ, xin ông ạ. Mệt quá, giờ chỉ muốn ngủ một giấc đã đời. Mình vào nhà trọ làm một giấc cho khỏe, ai biết đâu mà lo. Hóa ra anh ở đây làm tôi chạy tìm bỡn hơi tai. Tại vì tôi thấy trời khuya quá rồi nên... Thế có việc gì mà anh phải đi tìm tôi thế này? Có việc gấp đây, ông chủ dặn anh phải đi lấy hàng gấp. Vì ở nhà đã hết nguyên liệu dệt vải. Đi luôn trong đêm sao? Đúng vậy, vì làng Vân ở thành Bắc rất xa. Anh đi nhanh lên đi. Ôi, trời đất ơi, cái số tôi sao lại khổ thế này. Anh tính tiền cho tôi với. Đêm hôm khuya khoắt thế này anh còn định đi đâu? Tôi phải đi lấy hàng gấp, lên tận làng Vân. Làng Vân hơi xa một tí, nhưng đường thẳng một mạch rất dễ đi. Anh cứ đánh xe ngựa chạy một lèo, canh bốn là đến nơi rồi. Đường thì tôi đi suốt còn lạ gì. Nhưng đêm tối, trời lạnh thế này, được ngủ một giấc có phải sướng thân không? Khổ cho tôi quá. Đúng rồi. Mình có thể viện lý do là đường ấy có một toán cướp mới rất táo tợn, nên mình không thể đi đêm được. Mất tiền mới sợ chứ. Của anh hết 2 xu. Nè anh. Ông chủ, tôi không đi nữa. Dậy, mau! Tên kia, khôn hồn thì đưa hết tiền ra đây. Nhanh! Dạ, xin các ông tha mạng. Rút thôi. Biết thế này, mình đợi nhà trọ đi từ sớm. Biết đâu, giờ thì mất hết cả tiền thế này. Về nhà ông chủ thế nào cũng đuổi mình đi. Đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Trời ơi là trời! Mối tình đẹp. Anh à, anh đang ở đâu đó? Anh đang bận gặp đối tác, chắc chiều mới qua chỗ em được. Vâng, thế chiều gặp anh. Tạm biệt.
3 năm yêu nhau với bao nhiêu kỷ niệm, vậy mà anh ấy lại phản bội mình để đi với người khác. Chắc trên đời này chẳng có tình yêu nào đích thực, tất cả đều là giả dối mà thôi. Mình không còn tin vào tình yêu nữa. Cháu ơi, cháu có thấy chuyến xe số 35 tới chưa? Dạ, chưa đâu ông ạ. Cháu cũng đang ngồi chờ xe đó đây ạ. Ồ, vậy hả? Sao hôm nay xe tới muộn thế nhỉ? Mọi khi đúng giờ lắm mà. Vâng ạ, mãi chẳng thấy xe tới. Mà hôm nay lạnh quá ông nhỉ? Ừ, hôm nay tuyết rơi nhiều quá. Chắc tuyết rơi nhiều, đường bị tắc nghẽn, xe không thể đi được rồi. Cháu nghĩ ông cháu ta nên đi về thôi. Với thời tiết này, chắc không có xe nào đi nổi đâu ông. Chắc lát nữa là có thôi mà. Ông có một cuộc hẹn vào lúc 7 giờ. Nhưng trời lạnh thế này, ông ngồi đây sẽ bị ốm đó ạ. Không sao đâu. Chắc cuộc hẹn của ông quan trọng lắm ạ. Quan trọng lắm cháu à. Đây là cuộc hẹn với người ông yêu thương nhất trong cuộc đời này. Người yêu thương nhất trong cuộc đời này ạ? Ừ, đó là bà lão vợ ông. Ông bà đã chung sống với nhau gần 60 năm. Nhưng 2 năm nay, bà ấy phải sống trong bệnh viện. Ôi, cháu rất tiếc. Không sao, tuổi già mà cháu, tránh làm sao được. Giờ mỗi buổi sáng, ông bắt xe vào thăm bà ấy, để mỗi sáng bà ấy tỉnh dậy, người đầu tiên bà ấy gặp là ông. Câu chuyện của ông thật cảm động. Có lẽ là bà rất hạnh phúc khi hàng ngày đều được gặp ông như vậy. Cái đó ông không chắc. Vì bây giờ bà ấy không còn nhớ gì nữa. Thậm chí cả ông, bà ấy cũng không còn nhận ra. Nhưng có hề gì đâu. Ông vẫn luôn ở bên bà ấy cho đến khi nào không còn đi được nữa. Đây là câu chuyện tình đẹp và xúc động nhất mà cháu được nghe. Ta đã ở bên bà ấy 60 năm nay. Tình yêu thời trẻ tới già đã trải qua rất nhiều cung bậc. Giờ đây, nó đơn giản chỉ là mong muốn được nhìn thấy bà ấy hằng ngày. Trong tuổi xế chiều thôi, cháu à. Ông ơi, có xe tới rồi. Xe tới đưa ông tới với bà đó. Ồ, bày quá. Để cháu đỡ ông lên nha. Hóa ra trên đời vẫn còn nhiều tình yêu đẹp như thế. Vẫn còn biết bao nhiêu người đàn ông tuyệt vời với những tình yêu chân thành và sâu đậm. Mình chắc chắn rồi mình sẽ gặp được một tình yêu như thế trong đời. Kim nào quan trọng nhất? Vậy thôi các bạn ơi, ngày mới đến rồi. Hôm nay là cuối tuần mà, ngủ thêm chút nữa đi mọi người. Kim Dây ơi, cậu chạy nhẹ chút đi, rồi tới ngủ thêm tí nữa, ông hết cả tay. Một ngày chủ nhật đẹp trời. 8 giờ 20 phút rồi sao? Ba ơi, mẹ đưa con đến cùng thiếu nhi nhé. Ừ, vào ăn sáng đã đi con. 9 giờ mẹ đưa đi nha. Phải là 8 giờ 20 phút 50 giây chứ. Mình cứ như không tồn tại. Đã thế lại còn như kẻ gây phiền phức cho người khác. Ai khóc thế nhỉ? Anh định lại trêu chọc chị ghế sofa, làm chị ấy khóc phải không? Ừ.
Bạn Kim Chay làm sao thế? Sao bạn lại khóc? Kim Chay phải nói ra thì chúng tôi mới giúp được bạn chứ. Mọi người cứ kệ Kim Chay đi. Đã suốt ngày tích tích tắc tắc rồi, bây giờ lại còn dám dứt khóc nữa chứ, thì ai mà chịu được? Rốt cuộc thì cũng có được ai coi trọng đâu mà gây chú ý thế. Thân phận tôi thật như bèo bọt. Tôi phải làm việc ngày này qua tháng khác, năm này qua năm khác, không ngừng nghỉ. Vậy mà có ai đẹp nhắc đến tên tôi đâu. Mỗi khi xem đồng hồ, con người chỉ quan tâm đến giờ đến phút. Có chứ, con người vẫn nhắc đến bạn mà, chỉ là nhắc ít hơn giờ và phút thôi. Không, làm gì có ai nhắc tôi. Tôi dường như không hề tồn tại. Vẽ chuyện, chỉ là cái Kim Chay thôi, chứ là cái gì đâu mà đòi người khác phải nhắc tới mình chứ. Đúng thế, ai quan trọng, ai hữu ích mới nhắc đến chứ. Nhìn tôi đây này, một giờ có thể làm bao việc có ích. Còn tôi, chỉ cần nhanh một phút đã có thể kịp giờ đến trường của cô chủ. Chỉ là họ nhắc tới bạn ít hơn giờ và phút thôi. Tôi luôn phải làm việc nhiều hơn giờ và phút. Tôi chạy 60 bước, kịp phút mới nhích một bước. Tôi chạy đến 3.600 bước, kịp giờ mới đi một bước. Anh vẫn không hiểu à, anh chỉ là 1 trên 60 của tôi, 1 trên 3.600 của anh giờ. Thách anh làm được cho những điều chúng tôi làm đấy. Đừng làm phiền người khác nữa, chúng tôi muốn nghỉ ngơi. Các anh thôi đi. Một ngày tôi phải chạy tới 86.400 bước. Một năm có đến 365 ngày như thế. Tôi phải làm việc đến gầy guộc khéo mòn. Trong khi có những kẻ thì luôn nhàn hạ, béo tốt. Kim Chay bình tĩnh lại đây, đừng suy nghĩ nhiều như thế. Các anh cũng vậy, sao lại hôm nay lại quay ra trách móc Kim Chay thế? Trách cái gì? Chúng tụi đây chỉ nói sự thật thôi. Chịu nổi bất công này nữa, tôi đã nhịn nhục lâu lắm rồi. Nhịn với chả nhục, cậu còn được tồn tại trên cái đồng hồ đã là may lắm rồi đấy nhé. Cậu không thấy à, nhiều đồng hồ làm gì có Kim Chay, chỉ có tôi và anh giờ là luôn phải tồn tại thôi. Được rồi, mọi cố gắng của tôi cũng chỉ là vô ích thôi. Một chiếc đồng hồ chỉ cần có giờ có phút các anh mà thôi. Tôi tồn tại thật vô nghĩa. Đã thế tôi... Kim Chay, đừng nghĩ quẩn như thế, mau tỉnh dậy đi. Nghe chúng tôi nói đã. Mặc kệ, việc ai nấy làm, nó ngừng kệ nó. Hả? Đồng hồ chết rồi, sáng tỉnh mơ rồi mà vẫn chỉ 1 giờ. Ba ơi, ba mau sắm đồng hồ mới đi ba. Lạ thật, ba mới thay pin cho nó tuần trước mà. Đồng hồ này hỏng mất rồi, chắc phải bỏ đi, mua cái mới thôi. Thôi, vào chuẩn bị đi học đi con, cứ để đồng hồ đấy, chiều ba mua cái mới thay rồi đem vứt đi. Sao anh cũng đứng ì ra đấy từ hôm qua đến giờ thế? Người ta sắp vứt mình đi vào sọt rác rồi kìa. Tôi cũng không biết nữa, tôi không có lực mà chạy. Mà anh cũng thế còn gì, mau mau cùng chạy đi chứ. Tôi không thể. Tôi cũng vậy, hình như tôi chỉ có thể chạy nếu anh Kim Chay đi hết một vòng thôi. Trời ơi, thế thì phải gọi Kim Chay dậy đây. Đã có chuyện gì xảy ra với các cháu vậy? Phải gọi bằng được Kim Chay. Không có Kim Chay, hai đứa không thể chạy được đâu. Mau lên, Kim Chay, dậy đi cháu. Kim Chay ơi, dậy đi, mau dậy đi. Chúng tớ biết sai rồi, chúng tớ có lỗi với cậu. Sao hai cậu cũng phải bắt chước tôi đứng ì ra một chỗ làm gì? Không có cháu thì giờ và phút sẽ thành vô nghĩa. Cháu không chạy thì chúng sẽ bất động. Mỗi người một việc và công việc của cháu cũng vô cùng quan trọng. Hãy nghe bác, chạy đi đã. Ba ơi, đồng hồ chạy lại rồi kìa. Thế thì chắc nó bị lỏng pin thôi, để bà chỉnh lại là được. Đồng hồ chạy lại rồi. Bà cháu phải hòa thuận, cùng nhau làm việc thì đồng hồ mới vận hành được. Biết thông cảm giúp đỡ nhau, công việc sẽ nhẹ nhàng đi hơn rất nhiều đấy. Dạ thì chúng cháu hiểu rồi ạ. Nhận lỗi. Bà ơi, hai cục vàng của bà đã về rồi. Nhớ mấy đứa quá. Hôm qua bế giảng xong là chúng nó xếp đồ đạc hành lý đòi về bà luôn đấy ạ. Hai đứa nhớ ngoan, nghe lời bà nghe chưa? Bà sẽ kiểm tra thường xuyên đấy.
Đó thưa chỉ huy. Bà ơi, bụng con đang đánh trống thình thình đây này. Chờ bà một lát nha. Về nghỉ hè, ba mẹ giao cho anh phải chăm sóc Mít. Mít phải nghe lời anh, rõ chưa? Chăm sóc gì ạ? Tức là nói cái gì, Mít cũng phải nghe, không để Mít tè dầm và giúp Mít giảm cân nữa. Hé, đừng có chọc em. Theo sự sắp xếp của anh, thì em sẽ nằm nửa giường bên trái, anh bên phải. Anh xuống bếp với bà đây. Bánh chín rồi đây. Ai cúc nóng nào. Wow, thơm quá. Á, nóng quá bà ơi. Cái đồ tham ăn. Bà nhìn mép của Mít kìa. Anh Tít ơi, bánh của anh đẹp nhỉ? Đẹp á, đẹp gì? Cái nào chả như nhau bà nhỉ? Sao kìa anh Tít ơi? À, sao? Này Mít, có biết nói dối là xấu không? Cái đầu nhát gan, mang cho anh, em ăn hộ anh con sau rồi nhé. Anh không chơi với Mít nữa, đồ tham ăn. Mỗi đứa cầm lấy hai cái này. Còn chỗ này bà mang sang bác hai đây. Con đi với bà. Mít đi không? Thôi con ở nhà nghỉ ngơi bà ơi. Vậy bà với anh đi một lát rồi về nha. Con đi cất bánh tí con về ăn sao? Không biết anh Tít cất bánh chỗ nào nhỉ? Rõ ràng thấy mùi bánh thơm lắm. Anh Tít ơi là anh Tít. Ngon quá. Ôi đã quá. Bà ơi, hôm nào con đi, bà xin bắt hai cho con một con mèo con nhé. Ôi, Mít ngủ rồi. Con đi ăn bánh đã bà. Bà ơi, rõ ràng con để hai cái bánh cúc trong nồi, giờ không thấy là sao? Thôi đừng buồn nữa, mai bà lại làm bánh mới mà. Bà ơi, năm nay cây Mít không ra quả hả? Mít mất mùa con à. Bà nói cái gì thế nhỉ? Sao lại Mít mất cái gì không rõ nữa? Hay là bà bảo Mít ăn mất rồi? Không xong rồi, sao bà biết mình ăn bánh của anh Mít mà bà không nói gì nhỉ? Bà đừng nói gì với Mít nhé. Sao biết chuyện mà anh Tít vẫn cười tươi thế nhỉ? Mỗi lần anh ấy làm ầm lên cơ mà. Hay anh ấy ghét nên không thèm nói. Anh Tít ơi, anh đừng giận em. Em thèm quá nên ăn mất bánh của anh. Em sai rồi. Vậy ra là Mít ăn bánh của Tít à? Sao anh lại không nghĩ ra em nhỉ? Ơ, thế không phải anh biết rồi hả? Lúc nãy em nghe bà bảo Mít ăn mất rồi. Xong anh còn bảo là bà đừng nói gì với em nữa chứ. Anh định rủ bà không chơi với em nữa đúng không? Đúng là Mít heo, đã ham ăn lại còn nghển ngãng. Bà bảo Mít năm nay mất mùa, anh bảo là em thích ăn lắm, nếu biết không có Mít sẽ rất buồn. Bà đừng nói với Mít. Thôi nào, Mít thành thật nhận rồi là tốt. Mít nè, bà biết con rất thích ăn bánh, nhưng ăn vụng phần của anh là không tốt, lại còn thấp thỏm nữa chứ Mít nhỉ? Chẳng vui tí nào. Khổ thân cái bánh, vào bụng rồi còn đứng ngồi không yên. Con biết lỗi rồi, sao con sẽ không ăn vụng của anh nữa, không lấy trộm phần của người khác nữa ạ? Nói đến ăn là bụng của con lại cảm thấy khó chịu quá rồi bà ơi. Ọc 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 đây bà này. Mít ơi là Mít, muôn đời vẫn tham ăn. Comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.